Đó, video lên trên kênh nữa, mà ngày mai Khải mới phát Phi Long, Valong Kích, coi đánh full set Valong Kích này cho anh em xem này. Anh em kêu anh em đọc đánh không lại Valong Kích đúng không? Full set này, coi Khải giết chết nó tại chỗ luôn này. Full set Valong Kích này. Coi Khải giết này. Coi giết Valong Kích này. Valong Kích là không có tuổi. Valong Kích là không có tuổi nha anh em. Nhiều anh em không hiểu chứ. Thấy chưa? Hôm trước anh em nào nói Valong Kích đánh thắng năm độc đâu? Một đao một nha anh em. Valong Kích full set. Đó, anh em thấy không? Anh em coi Khải cho anh em xem lại set đồ này. Ma sát 3 cấp. Tùng Anh kìa ba Tùng Anh ơi. Đai lưng 3 cấp. Đó. Anh em thấy không? 3 cấp Valong Kích. 3 cấp Valong Kích. Nón ma thị. Áo ma sát. Vũ khí ma sát. Đổi tên. Set. Thằng Tùng kia đổi tên thành heo cũng ngu kia hả? Yeah. Đúng rồi anh Tùng ạ. Dày. Tùng à, anh em thấy chưa? Năm độc đao là đánh thắng con lần kích là vô tư nha anh em. À thế à? Đổi tên thành heo ú ngủ à. Vào lòng kích là không có tuổi nè em ơi. Vào lòng kích không có tuổi đánh cho năm độc đâu. Trước combo máu nào quýnh đi, có mấy bình máu à. Hồi trước có anh nào nói ừ, Valong Kích rồi ăn được Khải mà. Quýnh trúng được, cũ độc không mà ăn chẳng. Tuổi gì mà quýnh được Khải mà. Một đao chết nằm tại chỗ. Mà bây giờ Linh ở bên đấy một mình làm gì ta? À nhá, bên đấy một mình làm gì ta? Chả biết luôn anh, đây là liền cấp cũng cao đó anh. Ta suy kém rồi, ra đi trang đâu, bữa lên mời nó rồi. Bảo không ạ?